16. Từ hôm nay trở đi, em chính là vợ của Kiều Ánh Tế. Anh xin thề, anh nhất định sẽ yêu em, thương em, chăm sóc cho em, bảo vệ cho em. Cả đời này sẽ không rời xa em, sống chết có nhau, đến chết không thay đổi. Nếu như anh không làm được, thì hãy để cho anh chết không toàn thây. Em bằng lòng gả cho anh không? Kiều Ánh Tế có vợ rồi. Đúng vậy, chỉ chờ cậu ấy tới. Cậu chủ, cậu tới rồi. Về phía kinh thành, Lý Đức Linh đã tới tin chính thức rồi. Thanh thất chuẩn bị thoái vị. Chiếu thư này là trạng nguyên cuối cùng của Thanh thất. Trương Kiển thảo ra, cậu mất hết mấy triệu bạc. Đừng để đầu óc dắt ở sát lưng. Tham gia cách mạng này thì phải thành công. Sao cậu lại không vui chứ? Tôi có không vui không? Hai vị trưởng quỹ, tôi quá vui thôi. Việc này, biểu thúc Thủy Nguyên Sở đã tới tin cho tôi từ sớm. Vậy sao cậu không báo cho chúng tôi biết chứ? Chúng tôi cứ lo lắng mãi. Việc này cứ trách tôi. Nào nào nào, mời ngồi. Cậu chủ, tiếp theo, cậu dự định làm gì? Tôi muốn
cùng đại trưởng quỹ cao cấp tốc tới Lâm Giang. Nếu như tất cả thuận lợi, còn có thể thu về một vụ làm ăn. Sau khi tôi đi, tôi hy vọng ông có thể giúp tôi hai chuyện. Thứ nhất, lấy tất cả trị thiệu Giang Nam, những đại trưởng quỹ này đều gọi về để bọn họ lập tức khôi phục. Sau đó, bắt đầu tiến hành thay đổi đế chế. Còn nữa, đại trưởng quỹ ở mỗi phân hiệu lần nữa quay trở về, toàn bộ thiết lập trà trang. Chúng ta cần kinh doanh trà, tranh thủ xây dựng thành một đồi trà giống như Lâm Giang, dựa vào kỹ thuật chế tạo trà tiên tiến nhất, còn phải dựa vào tiêu chuẩn cao nhất, chế tạo ra trà tinh phẩm. Cậu chủ, việc thứ nhất không khó, còn việc thiết lập lại đồi trà, đồng thời một lúc xây dựng nhiều như vậy, e rằng nguồn vốn có chút khó khăn. Chi phí tiền kỳ để tôi lo. Tôi hy vọng ông giúp tôi thực hiện tất cả mọi chuyện còn lại. Tôi hy vọng ông có thể đại diện tôi ra mặt, bàn bạc với các đại thương, làm sao có thể cải chế chuyển đổi tiền thành ngân hàng. Còn nữa, phải thông báo cho Kiều gia chúng ta, tất cả đại chủng quỹ, đúng, đặc biệt là Dương Tông Vũ, để bọn họ lấy ra một phân hiệu cải chế thành ngân hàng, làm đúng điều lệ. Lần này, e rằng tôi ra mặt có chút không phù hợp. Việc như vậy, phải do đích thân cậu ra mặt. Đi thuyết phục những người thân quen, những tấn thương đó, việc này mới có thể nhanh chóng đi vào đúng hướng. Cũng được, cứ theo lời của ông. Đúng rồi, hôm qua tôi nhận được một bức thư của đại chủng quỷ Mã, cậu xem qua. Cậu chủ, con trai của đại chủng quỷ Mã, Mã Tiểu Tuấn, nói với tôi, cha cậu ấy đã uống rất nhiều thuốc, không những không có chuyển biến tốt, buổi tối còn ho ra máu nữa. Cậu chủ, lão chủng quỷ năm đó để cho đại chủng quỷ Mã 28 tuổi đảm nhiệm đại chủng quỷ của phân hiệu phụ. Đối với ông chủ là tận tụy cả đời, nhẫn nhục chịu khó. Đại chủng quỷ Mã vì Kiều gia chúng ta, xem như đã hy sinh tâm huyết một đời. Làm sao? Điều kiện điều trị của bao đầu bên đó không tốt, đem ông ta tới Bắc Kinh tịnh dưỡng. Không, trực tiếp đưa tới bệnh viện do người ngoại quốc mở, không cần biết tốn bao nhiêu, nhất định phải trị khỏi. Cậu chủ, chút nữa tôi sẽ gọi điện báo cho cậu ấy, nói đây là quyết định của cậu, bảo cậu ấy chắc chắn phải yên tâm. Đồ đệ yêu quý của tôi, Tông Vũ, sao rồi? Anh ta lại muốn gì? Cậu ấy muốn đổi một chỗ làm đại chưởng quỹ. Cái gì? Đổi chỗ? Anh ta đâu? Cái này hay là tôi để cậu ấy tự tới nói. Tông Vũ à? Tông Vũ. Sư phụ, để cậu ấy tự nói với cậu. Cậu chủ, sư phụ, đại chưởng quỹ, tôi nói này, anh lại có chiêu trò gì? Muốn đi đâu? Tôi nói tôi muốn đi chỗ đại chưởng quỹ Thiên Tân Hầu học kinh doanh. Ông xem thử đồ đệ của ông đi, bản thân đã là đại chưởng quỹ, làm cái gì, học cái gì nữa chứ? Cậu chủ, Tông Vũ là muốn cậu ấy đến những cửa hàng Tây, ngân hàng của những người ngoại quốc ở Thiên Tân để mà học làm kinh doanh. Tôi biết anh ta đã có ý nghĩ này từ sớm. Làm cái gì? Nôn nóng đi làm môi giới cho người ngoại quốc à? Kiều gia không giữ nổi anh à? Cậu chủ, cậu du quan cho tôi. Tôi nghĩ cho cậu chủ sắp phải tiến hành cải chế ngân hàng. Tôi không nhanh chóng đi học thì làm sao mà được chứ? Tương lai cậu không phải sẽ tiếp tục dùng tôi à? Những lời này nghe còn tạm được. Anh đấy, nhanh chóng từ chỗ đại chủng quỹ Phan và đại chủng quỹ Cao điều động thêm chút người. Bây giờ Kiều gia đang cần nhân tài. Cậu chủ, đây là việc tốt đó chứ. Nhân tài mới là số một. Được rồi, tôi đồng ý. Còn không mau cảm ơn cậu chủ. Xin cảm ơn cậu chủ. Em biết, em biết bây giờ anh vẫn đang nghĩ một phát bắn chết ánh tế, muốn đốt cháy nhà họ Kiều. Nhưng mà chúng ta không làm được, không làm được. Tôi cảm tạ đoàn binh của Diêm Tích Sơn ném bỏ tôi từ bậc tam cấp của đô đốc quân.
Giờ chân của tôi què rồi, cũng không thể giống như trước cùng anh đấu súng, cũng không làm được nữa rồi. Nhưng mà trong kinh dịch có một câu nói rằng khổ mấy cũng sẽ có ngày sung sướng. Người xui xẻo tới cực điểm, vận may cũng sẽ tự tới tìm anh ta. Giọng thực như vậy có được không? Cậu qua đây, tôi nói cho cậu biết, tôi nghĩ ra một chủ ý. Cậu giúp tôi giấu súng đi, đồng thời đừng để tôi biết giấu ở đâu. Như vậy có hai cái lợi: thứ nhất, tôi không có súng, sau này cũng không cần nghĩ tới súng đối phó Kiều Ánh Tế, tôi phải dùng cách khác, nghĩ cách khác. Cách thứ hai là rốt cuộc tôi biết súng của tôi vẫn còn, nên tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu không diệt nổi Kiều Ánh Tế thì tôi còn có thể tìm nó trở về, đứng trước mặt Kiều Ánh Tế bắn một phát. Tôi lấy... Cậu thật sự lấy súng dứt à? Cậu dứt đi thật rồi à? Cậu thật sự dứt đi rồi à? Đồ khốn, tôi liều mạng với cậu. Anh à, cậu điên rồi. Anh có biết tại sao em phải dứt súng đi không? Vì em không muốn biết, sau khi anh thất bại rồi, sau khi chết, anh vẫn còn một cây súng. Chúng ta không còn cơ hội, không còn cơ hội rồi. Được rồi, mọi người về đi, đừng tiễn nữa. Đi thôi. Đi cẩn thận. Ông anh, ông đã nghĩ quá nhiều. Ông chủ, chúng ta thấy được chí khí và sự kiên quyết của cậu ấy khi làm việc, quá giống ông chủ. Tôi đã già rồi, không ngờ có thể gặp phải lúc thay trời đổi đất, đúng là không ngờ mà. Hai vị trưởng quỹ, con có thể dội một chút nước lạnh không? Con muốn dội nước, có thể chứ. Nhưng mà không phải là nước lạnh, mà lấy nước đó nấu nóng, nấu nóng rồi hẳn dội. Con vẫn chưa nói xong mà. Sư phụ,命我当了一名抢劫，不命我监中走走。我说书上走动着。Hay, hay lắm, hay, hay lắm. Công bất xuất tắc phạt kỳ sự, thượng bất xuất tắc tam bảo tuyệt. Hay, hay lắm. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Sao lại gọi bọn họ tới nhà rồi? Đúng là quá to gan. Chú Nhị Thập Thất, Ánh Tế Tử đi tổng hiệu Kỳ Quyện, không dễ bỏ lấy cơ hội này, nên để bọn họ vui mừng một chút đi.
không ở nhà, cậu ấy còn mới cưới vợ kìa. Cái này để cô ấy biết được thì chú nhị thập thất. Lời chú nói còn lớn tiếng hơn người hát kịch. Mau ngồi xuống lắng nghe kịch đi. Cái này không được, to gan lắm rồi. Chú nhị thập thất à, ngồi xuống, ngồi nghe chút đi. Kịch hay, Ngọc Đường Xuân. Ánh Tiêu đâu rồi? Hay. Ngu bất xuất tắc, tắc tắc quỷ thiếu. Tài quỷ thiểu nhi, sơn trạch bất bích hỷ. Bất bích hỷ, thử tứ giả. Dân sở y thực chi nguyên giả. Làm gì vậy? Đầu chó gắn sừng, cậu giả vờ làm cái gì? Cả gia đình đang ở ngoài nghe kịch, cậu trốn ở đây làm gì? Anh cho cậu biết câu thật lòng, văn chương hay thật sự đều ở trong lời hát cả. Mọi người mời gánh hát về, đây là vi phạm gia quy. Em không ngăn được, nhưng mà em có thể không nghe. Sao cậu không nghĩ thử thì Thái Bình Tam Quyện chúng ta, đừng nói là gia đình thương gia lớn như chúng ta, kể cả những nhà không ra gì, chỉ cần có chút tiền, trong nhà đều xây sân khấu, ngày ngày hát kịch vui sướng. Kỳ Quyện Thủy Gia là họ hàng của chúng ta đúng không? Người ta đã nuôi gánh hát luôn rồi. Nào giống Kiều gia chúng ta chứ. Bề ngoài thấy rất dễ dàng, quanh năm suốt tháng, người trong nhà kể cả một vở kịch cũng không được xem. Hôm nay cậu phải nghe lời của anh, đi, đi xem kịch. Nào, đưa sách cho em. Không đưa. Anh à, chúng ta là huynh đệ. Anh là anh trai, em là em trai. Mọi người làm gì em không quản nổi. Nhưng mà mọi người cũng đừng để em giống như mọi người. Được, cho dù em không học hành được, em cũng không ra ngoài nghe kịch. Cứng nhắc, cứng đầu. Đọc sách. Được, cậu có tin anh lấy quyển sách này dứt đi hay không? Anh dám, đưa cho em. Hay, hay lắm. Hay, hay lắm. Đưa cho em. Thú gì biết mấy, có nghe không? Em không nghe. Không nghe, không nghe thì thôi. Anh nghe. Cậu chủ, cậu về rồi. Cậu chủ, Thuận Tử, chút nữa gọi tất cả huynh đệ trên 16 tuổi tới thư phòng cho tôi. Tôi có chuyện cần nói. Hôm nay à? Lẽ nào ngày mai sao? Ai ở nhà dựng sân khấu như vậy? Chú nhị thập thất đâu? Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ, cậu đừng vào. Cậu chủ, cậu nghe Tiểu Thuận Tử khuyên cậu một câu, cậu không nên vào trong. Tất cả mọi người đều đang ở trong nghe hát. Cậu chủ, cậu nghe Tiểu Thuận Tử khuyên đi, cậu đừng vào trong bây giờ. Cậu chủ, cậu chủ, hay là cậu đừng vào. Cậu chủ, chú nhị thập thất cũng ở đó, cậu đừng có vào. Ông ấy là trưởng bối. Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ. Cậu chủ về rồi. Ánh Tế Tử về rồi. Cậu chủ về rồi kìa. Phải làm sao bây giờ? Ánh Tế Tử về rồi. Đi, đi, đi thôi. Bây giờ làm sao đây? Chắc chắn lần này cô ấy rất tức giận. Làm sao bây giờ? Đừng đi chứ. Kịch hay mới bắt đầu, không nghe nữa à? Ánh Chứng, Ánh Anh, nghe chút nữa đi.
Bây giờ phải làm sao? Anh hỏi tôi. Không phải bình thường anh thông minh lắm mà. Hỏi tôi làm gì? Đúng rồi. Phải đi kiếm thêm một người. Ai? Mợ chủ. Đúng rồi. Mau nhanh chóng đi tìm mợ chủ. Chắc chắn chuyện này không nhỏ đâu. Mau lên mau lên. Chờ một chút. Cậu chủ Kiều, không phải lỗi của chúng tôi, là các thiếu gia trong phủ nhất định muốn chúng tôi. Cậu xem, tôi biết, không trách các người. Trong 8 năm qua, thường tới đây. Dân. Mỗi lần cho các người thù lao bao nhiêu, bất luận bao nhiêu, trong phủ chúng tôi cũng không phải củ tuế hồng. Các thiếu gia cho bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thuận tử, có mặt. Cậu chủ, sao lại là cậu? Cậu ta không dám đến à? Nói với Thuận tử, cần cho người ta bao nhiêu bạc thì cho bấy nhiêu, giống như lần trước. Cảm ơn cậu chủ thưởng bạc. Chờ một chút, sau này đừng tới nữa. Gia quy của Kiều gia tôi tin rằng các người đều biết. Xem như tôi cảm ơn các người. Không, không dám tới nữa. Không tới nữa. Đi, mau lên. Sao rồi? Sao rồi thượng tử? Mẹ của tôi ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đừng gấp, từ từ nói. Cậu chủ Kiều đập nát cánh hát rồi. Thái nhỏ ông chủ Cảnh Thanh mất. Bây giờ tìm dây thắt cổ. Vậy hả? Việc này chưa xong. Còn nữa, còn làm lớn chuyện. Bà mau đi kêu mợ chủ về đi. Sao lại thành ra như vậy? Tôi nói cái nhà này cần có một người hợp tiêu chuẩn để quản lý. Cậu chờ một chút, tôi đi bẩm báo. Dân. Anh tế tử cạo đầu cắt bím, mặc áo tay quần tây, trên cổ thắt dây nịt chân, đáy quần khâu nút, đi tè không cần tủ quần. Mau lên, chạy đi. Anh cả, cậu là? Em là Ánh Tiêu. Mấy năm không gặp, đã lớn như vậy rồi à? Bọn họ đều đi rồi, sao cậu còn chưa đi? Vẫn chưa tới lúc. Kịch nghe chưa đủ. Không phải, quy định ông nội đặt ra, vẫn chưa tới lúc tan học nữa. Đọc sách à? Đem qua đây. Anh xem là gì? Sử ký Quá thực liệt truyền. Sao lại học cái này? Bởi vì các anh không học hành, thầy giáo cũng bị chọc tức bỏ đi. Bây giờ ở đây không còn người quản lý. Không còn người quản thì tốt biết mấy. Nghe kịch sướng biết bao. Đọc sách làm gì? Anh cả, anh quên rồi à? Lúc em còn nhỏ chính là bởi vì nghe nói ông nội Chí Dũng năm đó chính vì đọc quyển sách này mới hiểu được cái gì mới gọi là thương đạo. Cậu từ trong quyển sách này học được thương đạo của người Trung Quốc à? Có một số đọc hiểu, nhưng mà có một số đọc hoài cũng không hiểu. Anh muốn hỏi cậu, cái nào đọc hiểu rồi? Cái em đọc hiểu được là tại sao năm đó ông nội Trí Dung bỏ qua những ngày sống sung sướng, phải đi đến các nơi sa mạc phía bắc, cực biên phía đông, quan du phía tây để buôn bán. Ông vì hối thông thiên hạ, quá thông thiên hạ, nhưng đó là chính chết một sống. Vậy cậu nghĩ sao?
Em nghĩ bởi vì Trung Quốc xưa nay ruộng nương không đủ, nông nghiệp không cách nào nuôi người dân. Sơn Tây chúng ta cũng như vậy. Bởi vì vậy, người Sơn Tây từ thời Xuân Thu đã hiểu dựa vào buôn bán để quá thông thiên hạ. Dù sao sinh thiên hạ tài, dưỡng thiên hạ nhân mà. Tám năm anh không trở về. Cậu dẫn anh đi một vòng đại diện xem. Anh muốn xem thử mỗi nhà mỗi hộ sinh sống như thế nào. Anh cả, chuyện này yên tâm đi. Anh đã hết tức giận rồi. Anh chỉ muốn xem thử Kiều gia những ngày qua sống như thế nào thôi. Được, vậy chỉ cần anh cả không tức giận, em sẽ dẫn anh đi. Kiều gia chúng ta cần có người đứng ra quản lý. Nếu không thì sao? Người ta nói giàu không quá ba họ. Chúng ta đã năm họ rồi. Ra rồi. Cậu chủ. Thiếu gia Ánh Tiêu. Đừng lo nữa, mau dọn dẹp. Người đâu? Mau ra dọn dẹp. Mợ chủ, mợ đến rồi. Cậu chủ đâu rồi? Lúc nãy tôi không biết cậu ấy đi đâu rồi. Vậy mau đi tìm cậu ấy. Ánh Tiêu, đây là nhà của ai? Là nhà Ánh Chấn. Anh cả, hay là chúng ta đừng vào? Vào thật rồi, chúng ta có nên vào không? Cậu chủ, sao cậu lại tới đây? Tôi không nên đến à? Hay là sau khi tôi tới, làm lỡ chuyện của mấy người? Không, không phải cậu chủ. Đây không phải là cậu chủ chúng ta mấy ngày trước mượn một khoản tiền sao? Mua một con bạch linh tử. Bây giờ đang học vẹt. Nếu như ăn nói lung tung thì tiêu luôn. Mấy con chim này từ đâu mà ra? Cậu chủ, cậu vẫn chưa biết à? Hiện nay kỳ Thái Bình Tam huyện chúng ta, bao gồm cả Thái Nguyên phủ, Du Thứ, phía nam đến Phận Dương phủ, cho dù là đến tận Bắc Kinh, nhưng mà nếu như có chim tốt, thiếu gia lấy cả nhà cửa, ngàn vạn vạn kim cũng phải mua về cho bằng được. Đây là ai? Đây là thiếu phu nhân nhà chúng tôi. Vợ của Ánh Chấn à? Cô ra đây. Đừng sợ, ra đây đi. Sao cô ấy lại ăn mặc như vậy? Hỏi cậu đấy, sao lại ăn mặc như vậy? Cô ấy không phải ở nhà ăn cơm chung sao? Cô ấy không lãnh bạc tháng sao? Không phải. Tôi hiểu rồi. Cậu ấy lấy bạc tiền để mua chim, có phải không? Cậu chủ, anh cả, cậu chủ, không được đập, làm sao bây giờ? Làm sao? Không được đập. Anh cả, cậu chủ. Thuyên tử. Dạ.
dặn dò người, chút nữa tất cả chim ở đây đều đập hết. Anh cả, không được đập đâu. Những con chim này đều là mạng sống của anh ấy. Nếu như không còn những con chim này nữa, chúng em cũng không sống nổi. Nào, đứng dậy. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Đừng sợ. Việc này không trách em. Vợ anh Chấn, cho anh Chấn biết, nói những con chim này đều do anh đập. Nó muốn bồi thường, kêu nó tới kiếm anh. Anh nhớ đây là nhà của anh. Anh trong nhà còn có ai không? Không còn. Sau khi chú thím nhị thầm bác qua đời, chỉ hai anh chị ấy sống ở đây. Không có con sao? Không có. Anh, anh cả, đừng đi, đừng nói nữa. Anh trốn cái gì vậy? Đừng lên tiếng. Anh em Kiều gia của tôi, đừng thấy làm ăn không được, nuôi qua nuôi chim, nuôi được rất là tốt. Ánh anh, đừng trốn nữa, ra đây. Cậu trốn được một lúc, không trốn được cả đời. Nếu cậu còn là một nam tử hán đại trượng phu, thì ra đây cho tôi. Ánh anh, cậu có biết bản thân đang làm cái gì không? Anh cả, anh ấy đang làm gì? Không phải anh thấy hết rồi sao? Tôi không hỏi cô. Cậu có biết bản thân đang làm gì không? Hai người ra ngoài đi. Dạ. Cậu qua đây. Qua đi. Gia quy của Kiều gia, cậu quên rồi à? Quỳ xuống. Quỳ xuống trước ông nội Kiều Trí Dung của chúng ta. Ánh anh, ánh anh, tôi không ở nhà trong vòng 8 năm. Tôi không ngờ cậu lại biến thành hình dạng như ngày hôm nay.
Cậu có xứng đáng với vong hồn trên trời của ông nội chúng ta không? Hút thuốc phiện. Cậu có biết không? Cậu có thể hút chết bản thân bất cứ lúc nào. Anh cả. Anh cả. Không phải anh muốn hút đâu. Là em không hút không được. Anh ấy hút chung với em thôi. Gả cho các người, nghe nói là Kiều gia Kim Sơn Ngân Sơn. Anh không cho anh em của anh hút thuốc phiện. Được, em có thể mặc kệ. Nhưng mà nếu không cho em hút thì từ bây giờ anh hãy viết thư bỏ vợ đi. Anh cả, hoặc có thể anh chưa hiểu rõ, vợ em lúc bố em còn sống đính hôn cho em. Từ ngày đầu cô ấy bước vào Kiều gia, bệnh mẹ của cô ấy chưa từng sửa qua. Nhiều năm đã qua, em cũng cùng cô ấy hút. Nếu như anh thật sự cảm thấy hai người chúng em phạm vào gia quy, anh không thể chấp nhận nổi, anh cứ nói đi. Ngày mai anh cứ cho hai người chúng em rời khỏi đại viện. Ánh Anh, tôi chỉ muốn hỏi hai người một câu. Thuốc phiện này rốt cuộc có thể cai không? Được, tôi hiểu rồi. Đứng lại đi. Sao anh lại có thể không có tiền đồ như vậy? Anh ta đến hù dọa như vậy thôi. Cô bớt nói vài câu đi. Anh Tiêu, mấy đứa về đi. Hôm nay không xem nữa. Cậu chủ, cậu chịu đựng nổi không? Cậu muốn làm gì chứ? Ở đây không có chuyện của cậu, mau lui xuống. Cậu chủ, mợ chủ đã tới. Cậu chủ, anh làm sao vậy? Đây là tự đường, bảo Hỷ Phượng ra ngoài. Em lui xuống đi. Dạ. Sao em lại tới? Em đã nghe qua. Có thể không tới à? Đây không phải là chỗ em nên tới. Sao em lại không nên tới? Em là con dâu của trưởng tôn Kiều gia. Lúc tế tổ năm mới em có thể vào được, sao bây giờ lại không?
Có phải em nghe nói gì rồi không? Em nghe nói anh đập nát sân khấu ở thư viện, đập nát nhà của anh Chấn. Em còn nghe nói anh muốn viết thư bỏ vợ, cho vợ quán anh, đuổi hai vợ chồng ra ngoài. Đúng là việc tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngang dặm. Sự việc làm ầm lên, đến em còn biết, còn ai có thể không biết. Bây giờ mỗi nhà mỗi hộ đều đem đồ ăn ngon, đồ chơi tốt giấu đi. Họ sợ, sợ à? Dám làm mà không dám chịu. Sự việc thành ra như vậy, em chỉ muốn hỏi thử anh, anh nghĩ kỹ, có phải làm sao? Bọn họ làm ô uế gia quy tổ tông. Anh phải quỳ ở đây 3 ngày trước, tạ tội với tổ tông. Sau đó sẽ ra ngoài, quản lý lại tất cả mọi chuyện. 6 điều gia quy, tất cả mọi người đều không thể làm trái. Không rượu chè, không cờ bạc, không gái điếm, rất rõ ràng. Nhưng mà kể cả hút thuốc phiện cũng bị bọn chúng làm bại hoại. Còn nữa, ngang nhiên làm sân khấu kịch ở thư viện xem hát. Phải biết khi ông nội còn sống, xây dựng thư viện là để con cháu Kiều gia học hành. Không ngại vào mùa đông, ở trước cửa nhà của thầy Lưu Phấn Hy, quỳ 3 ngày 3 đêm mới có thể mời được. Còn bọn chúng thì sao? Đuổi hết tất cả lão sư đi. Em không phải muốn hỏi anh những chuyện này. Em muốn hỏi anh đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Theo gia quy, một tội tính một tội, cần phạt thì phạt. Nếu như không phạt thì sẽ đuổi ra ngoài viện. Nếu như anh không làm được, sao anh lại không làm được? Em cảm thấy anh không làm được. Nếu như có chút chuyện này anh cũng làm không xong, làm sao xứng làm cậu chủ của Kiều gia?